Chào các bạn, chào mừng bạn đến với channel Góc Bàn Tròn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc chương tiếp theo của quyển sách Quả Táo Thần Kỳ của Kimura nhé. Quả Táo Thần Kỳ của Kimura, chương 10. Đầu tiên, xuất hiện đầu tiên là sâu cuốn lá, rồi đến sâu róm, sau đó phát sinh. Nói là sâu róm nhưng cũng có tới mấy loại. Tóm lại là rất nhiều ấu trùng bướm đêm. Vườn của tôi có nhiều con gọi là sâu mặt quỷ ấy, cũng là ấu trùng bướm đêm. Ngoài ra còn có cả ấu trùng Himemon Shirodokugai nữa. Chúng có màu sắc sặc sỡ như đỏ hay xanh lá, vẻ ngoài trông rất đẹp. Tôi đã kể rằng lá rụng là cái táo lại cho lá mới. Những cái lá đó mọc ra ở phía đầu cành. Thế rồi bọn sâu cứ vừa ăn sạch lá, vừa tập trung sát lại phía đầu cành vẫn còn lá non, xúm xít lại với nhau như tàu điện chật kín người ấy. Cái bọn sâu nặng làm cành táo chịu cong xuống cơ mà. Vài ngàn, vài chục ngàn, vài trăm ngàn con, tôi cũng chẳng biết có bao nhiêu nữa. Nói chung, sâu hại nhiều vô kể cứ bám vào cây táo, một cảnh dị thường. Tôi nhìn mà ngẩn cả người ra nghĩ, việc này có thể xảy ra trong thực tế sao? Sâu hại các loại có thể dùng tay bắt được. Ban đầu Kimura cũng nghĩ như thế. Thế nhưng ở đây hoàn toàn không phải số lượng mà người ta có thể bắt hết bằng tay. Không bắt hết được không có nghĩa cứ để mặc bọn sâu hại như thế. Ít nhất là sâu trên những cây trồng ở ranh giới với vườn bên cạnh dù thế nào cũng phải tiêu diệt hết. Không thể để vườn của người khác bị sâu hại được. Kimura và Michiko, bố vợ, mẹ vợ ông, bốn người từ tảng sáng đến khi mặt trời buổi hoàng hôn lặn xuống, ngày nào cũng cần mẫn bắt sâu. Công cụ sử dụng chỉ duy nhất là túi ni lông của siêu thị, một bên quai sắt treo vào cổ tay trái. Sâu hết con này tới con khác liên tục được vứt vào trong túi. Làm như vậy có thể dùng được cả hai tay. Từ một cây có thể bắt được ba túi ni lông đầy sâu. Thế nhưng có bắt bao nhiêu, bọn sâu sau đó lại đầy ra. Đó là một công việc cảm giác như không bao giờ hoàn thành, giống như múc nước ao lên bằng một cái xô thủng đáy vậy. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy sâu hại giảm đi. Thế rồi, táo hoàn toàn không ra hoa nữa. Đương nhiên, cũng chẳng có lấy một quả chín. Dù có cố gắng bắt sâu thế nào đi nữa, thu hoạch cũng chỉ bằng không. Chẳng hiểu bản thân mình đang tiếp tục làm việc này để làm gì. Vừa nghĩ điều đó, Kimura lại ngày ngày chăm chú bắt sâu. Tiếng chiếc lá táo khô héo rơi xuống mặt đất tạo ra một âm thanh khe khẽ. Chiếc túi ni lông treo rơi cánh tay, vừa lặng lẽ bắt sâu, Kimura vừa lắng nghe âm thanh se sẻ ấy. Đó là những ngày nóng bức giữa mùa hè, người ông toát mồ hôi đầm đìa, mồ hôi chảy dọc từ trán cầm xuống, nhưng hai tay vẫn bận rộn nên chẳng thể nào quệt đi được. Vừa chớp chớp để ngăn mồ hôi chảy vào mắt, ông vừa tóm lấy từng con sâu róm đang bám vào cành cây. Dưới ánh nắng mặt trời chói lóa, những cây táo của các vườn xung quanh xum xuê đầy lá, màu xanh lục đậm, ngạo nghễ. Lá táo ken dày đến mức không thể nhìn xuyên đến đầu kia của khu vườn được. Chỉ có vườn của Kimura lạnh lẽo, quạnh quẽ như mảnh vườn mùa đông. Lá vàng khô héo, từng chiếc, rồi từng chiếc rơi rụng. Lạo xạo. Tiếng lá rơi khe khẽ mà nghe như tiếng trống gầm. Những lúc ở vườn táo, tiếng gầm ấy cứ vang vọng mãi vào tai Kimura. Cả khi về nhà, đặt mình xuống giường rồi mà ông vẫn còn cảm giác như nghe thấy những âm thanh ấy. Ông nghĩ những cây táo đang cất tiếng kêu bi thương của chúng. Đường đen, hạt tiêu, tỏi, ớt, xì dầu, tương miso, muối, sữa, rượu Nhật, rượu hâm nóng, tinh bột gạo, bột mì, giấm, vân vân. Lần lượt từ những thực phẩm mà ông cho là có triển vọng, ông đều thử phun thay thuốc bảo vệ thực vật và tiếp tục thử nghiệm hiệu quả của chúng. Thực phẩm có thể trở thành thứ thay thế thuốc bảo vệ thực vật. Chỉ cần tìm được nó, cuộc chiến này sẽ kết thúc. Kimura đã nghĩ như thế. Tất nhiên, chắc không có thực phẩm nào lại có hiệu quả ngang như thuốc trừ sâu. Ông không nghĩ tới việc phòng được 100% bệnh tật và sâu hại. Chỉ cần tạo ra được môi trường mà vi khuẩn gây bệnh và sâu hại ghét trên bề mặt lá và cành, sao cho giữ lại được số lá cần thiết để cây táo ra quả là được thôi. Tức là không phải là thuốc diệt vi khuẩn hay thuốc diệt sâu bọ,
Cái Kimura đang tìm là một loại thuốc xua đuổi chúng. Ví dụ như capsicum của ớt. Đối với con người chỉ là gia vị nấu ăn, nhưng vốn dĩ là chất mà thực vật sản xuất ra để lá và quả của chúng không bị côn trùng ăn mất. Trong quá trình tiến hóa, có không ít thực vật tự mình tạo ra những chất như thế, hay như muối có thể ức chế hoạt tính của vi khuẩn, rượu hay giấm có tác dụng diệt khuẩn, cũng là những điều đã được biết đến từ xưa. Chẳng phải trong số đó, có thể nào cũng có một cái nào đó có tác dụng tốt hay sao? Mỗi lần thử nghiệm một loại thực phẩm mới, ông luôn nghĩ như vậy, nhưng chẳng có được một kết quả thỏa mãn nào từ một trong số đó cả. Ông gom một lượng lớn cỏ khô và phân gà để làm phân ủ. Ông bón phân ủ tự nhiên đó cho vườn. Cỏ dại được xén triệt để hàng tháng. Tất cả các thành viên trong gia đình đều bắt sau từ sáng đến tối. Thế rồi, ông thử vun tỏi giã nhỏ ngâm với nước, thử vải giấm ăn pha loãng. Mỗi ngày, ông đều mải mê với việc thực nghiệm ở vườn táo. Ông ở vườn táo lâu hơn bất kỳ người nông dân nào xung quanh và chăm sóc những cây táo cẩn thận hơn bất kỳ người nông dân nào. Mặc dù như vậy, vườn của Kimura lại ở tình trạng tồi tệ nhất. Hầu hết lá bị bệnh tật xâm hại, đổi màu, đến một số ít ỏi lá xanh còn sót lại, hai cành cây cũng bị sâu bao phủ hoàn toàn. Dưới chân, lá rụng chất đống. Vườn của Kimura đúng là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của người nông dân trồng táo. Lúc đó, chẳng còn thứ gì trong bếp mà tôi chưa thử. Cuối cùng thì thử đến cả đất trong vườn. Ở cây táo có bệnh gọi là bệnh thối mục, bệnh do một loại ký sinh trùng bám vào cành và thân. Từ chỗ đó cây bị thối mục đi. Giải pháp từ ngày xưa là dùng bùn cắt đi phần bị ký sinh rồi chét bùn vào đó để cố định thì sẽ khỏi. Tôi nghĩ các loại vi khuẩn đất có trong đất đã ức chế các vi khuẩn ký sinh gây bệnh thối mục, chẳng phải có thể dùng được hay sao? Vì bùn thì không thể cứ thế chiết vào cây táo được, nên tôi dùng đất vườn làm thành nước bùn. Để một đêm, bùn lắng xuống, dùng vải lọc lấy phần nước trong bên trên rồi phun. Nếu so sánh với những cái khác, nước bùn có lẽ có hiệu quả nhất cũng nên. Vì dù chỉ ít thôi, nhưng tình trạng của lá có tốt lên. Thế nhưng không đến mức dùng nó để trồng trọt, không dùng thuốc bảo vệ được. Thêm nữa, dù có dùng vải lọc đến đâu, vẫn có những hạt cát nhỏ mắt không nhìn thấy, không thể lọc hết được, nên bơm của bình phun bị hỏng. Tôi không biết là đã làm hỏng bao nhiêu cái bơm. Hồi đó, nhà cũng không còn tiền nữa, nên tôi mua bơm cũ đã hỏng ở cửa hàng nông cụ phế liệu về. 100 yên một cái, kiểu vậy. Rồi tôi sửa lại, rồi dùng. Vì nếu chỉ hỏng ở mức bít tông có vết xước, mài cẩn thận bằng giấy nhám sẽ lại có thể dùng được. Tôi cũng hay mài trục cam của động cơ trong xưởng cơ khí ở Seoul, nên chừng đó thì đơn giản. Tối nào tôi cũng mài bê tông, chẳng biết nông dân thì thợ sửa chữa nữa. Mùa xuân còn là một mùa độc ác, khi tuyết tan và ánh mặt trời trở nên ấm áp, những hy vọng trong tim vốn bị đè nén trong suốt mùa đông lại sục sôi. Ngay cả những cây đã mất hết lá, giống như một cái cây khô, sang đầu xuân cũng ra lá mới. Cứ nhìn những chiếc lá màu xanh mỏng manh chưa bị sâu hay bệnh, ông lại có cảm giác nhất định năm nay sẽ làm được gì đó. Chỉ thêm một năm nữa thôi, cố gắng xem sao. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, 2 năm qua đi, 3 năm qua đi, 5 tháng càng trôi đi, việc từ bỏ càng trở nên khó khăn. Nếu bỏ cuộc ở đây, những khó nhọc từ trước tới nay sẽ thành vô ích. Tình trạng lá đã tốt hơn năm ngoái, năm nay nhất định sẽ suôn sẻ hơn. Kimura năm nào cũng nói vậy, tiếp tục nói như thế. Chẳng có gì tốt hơn cả. Chỉ là, dù thế nào, ông cũng lại đi so sánh với tình trạng bi thảm hồi mùa thu năm trước, nên cảm thấy những cái lá xanh tươi mới, non khỏe khoắn hơn mà thôi. Cứ như tẩy não cả nhà ấy, Kimura cười. Nhưng có khi chẳng phải gia đình, mà là ông tẩy não chính mình. Tôi nghĩ, nếu không dùng thuốc bảo vệ thực vật, việc sau bọ phát sinh ở mức độ nào đó là chuyện không tránh khỏi. Thế nhưng, đó lại không phải là một mức độ nào đó. Thật sự, tình hình tệ đến mức tôi cảm thấy lạ, lỡ đâu ra được ngần này sau. Có điều thú vị làm sao, từ khi không dùng thuốc, tình trạng khu vườn thay đổi ghê gớm theo từng năm. Sâu hại gia tăng này, to hơn này,
đại để toàn những thay đổi chẳng lấy gì làm cảm kích cả. Như con sâu đo, bình thường nó to bằng chục que diêm thôi đúng không? Giờ nó lớn bằng cỡ ngón tay út của tôi ấy. Dùng tay bắt, nó cắn ngón tay luôn. Có lúc, sên phát sinh với số lượng lớn, không phải mấy con nhỏ như thấy trong bếp đâu. Cũng không phải to thường đâu, mỗi con đến cả 10 cm. Tôi còn nghĩ, có thể là sên trên núi. Bọn này bám sàn sát trên cây táo khi không có ánh mặt trời. Sáng ra vườn, dấu vết bò của bọn sên trắng xanh, bóng lên nhớt nhát. Không biết chúng ăn cái gì, số lượng quá nhiều. Nếu chúng làm hại cây táo thì không xong, nên tôi lần lượt bắt hết. Nhưng có thể chúng ăn trứng của sâu hại mà mình không biết. Dạo đó, tôi chẳng có lúc nào mà nghĩ đến chuyện đó cả. Không phải chiếc hộp Pandora, nhưng trong những thay đổi đó, thực sự cũng có lẫn cả chút ít hy vọng. Đến năm thứ hai áp dụng không thuốc bảo vệ, bóng dáng của nhện đã biến mất. Nhện là một loại bò ăn hại lá của cây ăn quả. Thông thường, người ta tiêu diệt bằng thuốc diệt côn trùng, gọi là thuốc diệt bò. Nhện cũng có đến mấy loại. Tùy chủng loại mà những loại thuốc có hiệu quả cũng khác nhau. Thêm vào đó, tính đề kháng với thuốc cao, nên nếu liên tục dùng cùng một loại, thuốc diệt bò sẽ mất tác dụng. Cho dù có dùng thuốc diệt bò, sau một ngày chăm sóc cây táo trở về nhà, mũ và sau lưng áo quần người nông dân vẫn lấm tấm đầy nhện, nhỏ như hạt cải bám vào. Có thể nói, chúng như thứ luôn đi kèm với việc trồng táo, là sinh vật rất khó để diệt trừ. Cái giống nhện đó, chẳng hiểu sao không còn một con nào. Tôi chẳng dùng một giọt thuốc diệt bọ nào, vậy mà tại sao chuyện đó lại xảy ra được? Vì không có nhện nữa, nên sâu cuốn lá và sâu đo cũng sẽ biến mất cũng nên. Chẳng có bằng chứng gì, nhưng tôi đã tin như thế. Chẳng phải không còn nhện nữa thì cái táo sẽ đậu quả. Nhưng điều đó đã trở thành một hy vọng nhỏ nhoi. Chương này lại có điều để nói rồi đây. Điều thứ nhất là Kimura là một người rất là có trách nhiệm và lòng tự trọng rất là cao nha. Ông ấy không nhờ vả ai, cũng càng không muốn làm phiền ai. Việc mình cứ làm thôi. Và ông ấy là luôn cố gắng bắt sâu cho sạch sẽ ở những cái cây táo mà giáp với những cái vườn bên cạnh, bởi vì ông ấy không muốn là những cái sâu hại bên vườn của mình lại ảnh hưởng đến cho người khác. Bạn thử nghĩ coi, nếu mà đối với những người mà vô trách nhiệm á, chỉ biết lo cho bản thân mình mà không hề nghĩ là cái hành động của mình có thể ảnh hưởng xấu tới người khác á, thì họ có thể suy nghĩ như vậy nè: ôi dào, mấy cái vườn bên cạnh có phun thuốc mà, sâu có bò qua vài con cũng có làm sao, mình là phải lo cho cái vườn của mình đã. Nhưng Kimura không có như vậy nha. Ông ấy là luôn cố gắng để cho cái việc như vậy không hề xảy ra. Nhưng mà nhìn cái cách mà ông ấy chăm sóc cây táo á, thì mình tưởng tượng là cây táo bây giờ nó không còn là một loại thực vật nữa, mà nó trở thành một cái động vật ăn tạp luôn rồi á. Ông ấy tưới cho nó nào là mắm, muối, đường, tiêu, tỏi ớt, xì dầu, tương, bột mì, giấm. Trời đất ơi, nếu mà những cái nguyên liệu đó mà được trộn lại á, thì bạn cũng sẽ được một món ăn khá là đậm đà đó nha. Mà cái lũ sâu này kinh dị thiệt. Mà biết đâu tụi nó cũng nghĩ như mình thì sao? Mỗi ngày tụi nó lại được nếm một hương vị mới. Có lúc thì hơi chua, có lúc thì hơi cay, có lúc thì hơi mặn. Nói chung là cũng hơi khó ăn, nhưng nhìn chung ngon, lạ. Nên là tụi nó chắc là không thể nào bỏ cái vườn này đi được rồi. Kiểu này thì ông ấy còn phải mệt với tụi nó dài dài đây. Đó là những cái suy nghĩ của mình thôi. Còn bạn, bạn nghĩ gì khi nghe xong chương này? Chia sẻ với mình trong phần comment nha. Vậy thì bye bye.